Đó các bạn, đây là tổ ong mật, ong nội, ong mật nội địa. Mình đang cho nó ăn đường thử, ăn đường khô. Bây giờ đang là mùa mưa nên mùa đói, nó không hoa, nó không nở nên phải cho nó ăn thêm. Bây giờ cho nó ăn thử cả tháng này rồi, thấy nó phát triển cũng tốt, nó không bị đói nữa. Cho ăn đường khô này thì để cho ăn thêm cả bột nữa, kết hợp ăn cả bột nữa. Đây phía trên này mình cho nó ăn bột, nó ăn gần hết này. Đây còn mỗi một mẩu nhỏ này đang, đây con này nó đang ăn nốt này, đang ngậm nốt này. Mà trời mưa nhiều nên là cho nó độ ẩm nó cao, thấy ăn đường khô này cũng nó cũng sạch và nó không bị chết đuối, rất là phù hợp nếu mà cho nó tập ăn đấy, cho ăn này. Hàng ngày chúng ta tất nhiên là phải dưới nước lên phía trên cho nó ẩm đường ấy, thì nó mới ăn được. Này cái hũ đường này nó khô mất rồi, dùng cái vỏ chai không là cái chai nhựa cắt ra để chứa đường này. Bây giờ hôm nay để châm, bây giờ mình sẽ châm thêm mà một ít nước vào cho nó hút. Này, đã châm ít nữa rồi, không được châm nhiều, châm nhiều thì đường nó nhão ra này, nó chạy ra thì nó lại ong nó lại dính, nó chết đuối ấy. Nên là châm ẩm ẩm đường thì nó có bỏ đi bỏ lại được ấy. Vậy rồi châm bằng này rồi này, đó, mình vừa châm xong này, nó ẩm ẩm nó ong nó bỏ qua bỏ xuống được, bỏ trên mặt đường được này. Như này nó sẽ không bị chết đuối, phù hợp với cho ong nó tập ăn đấy. Nhưng mà phải châm nước, cái này là phải cho nó ăn thời gian lâu, ăn nhiều ngày ấy, thì mới nó mới đủ, nên nó khỏi bị đói. Nếu mà châm nước được thường xuyên thì chắc là cũng nhanh thôi, nhưng mà châm ngày nó 1-2 lần nước này, này. Phải cho nó ăn nhiều ngày mới được. Đó, nó bỏ nó ăn này. Đấy thôi, xin chào các bạn nha.